Xin chào các bạn, hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề chúng ta hãy đặt chính mình khi chúng ta ở lứa tuổi cao tuổi, mình cảm nhận như thế nào? Vâng, chúng ta xem nỗi khổ của ba bà cụ rồi chúng ta sẽ hiểu người già neo đơn như thế nào nhé. Cuộc sống này ai mà không gặp vất vả. Bởi lẽ thời gian trôi qua và chúng ta nhìn nhận lại khi mình ở lứa tuổi trung niên và đến khi già mình sẽ như thế nào. Mời các bạn subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi. Một bà thì xin ăn, một bà thì nhặt ve chai, một bà thì mua bán nhôm nhựa. Khi tôi nhìn bà cụ xin ăn tay cầm chiếc gậy, đi giữa trời nắng gắt đứng im lặng, tay đưa chiếc nón ra xin mà không dám nói. Bởi lẽ bà cũng mặc cảm sợ không ai cho đành ngậm ngùi chìa chiếc nón ra, đợi ai có tấm lòng thì cho bà ít đồng để kiếm bữa cơm sống qua ngày. Còn bà cụ nhặt ve chai. Trời thì lúc chưa nắng đi dạo biển, để kiếm những món gì để bán được thì bà nhặt bỏ vào túi sách và vác trên vai rồi về bán lại. Và bà cụ mua bán nhôm nhựa. Bà nay đã cao tuổi mà vẫn vác giỏ gánh đi trên lòng hè phố, bà thu mua đồ ai bán bà mua, bà về bán lại người chủ kiếm ít đồng lời để kiếm bữa cơm nuôi sống bà qua ngày. Trong cuộc sống chúng ta có người thì gặp may mắn và còn người thì kém may mắn. Các bạn hãy thử nhìn lại chính mình và nhận xét bản thân mình khi ta ở lứa tuổi trung niên. Chúng ta chưa đến lúc phải đến tuổi già. Trong cuộc sống, đôi khi ta không dám tin tưởng vào người khác, bởi với nhiều người ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng được thì làm sao dám đặt niềm tin vào ai. Trong thực tế, có nhiều người không tốt muốn dìm người khác xuống, nhưng cũng không ít người mong muốn giúp đỡ người khác. Những người có hoàn cảnh khó khăn một cách thực tâm, đôi khi chỉ vì gặp một số người không tốt ta lại vội quy kết rằng cả xã hội này chẳng có ai tốt, bởi những điều tốt khiến ta dễ quên. Còn những điều xấu lại làm ta nhớ lâu. Cuộc sống là vậy, không chỉ một hai người mà có rất nhiều người có những suy nghĩ chỉ thế. Thực ra, người tốt, việc tốt vẫn luôn tồn tại. Tồn tại ở khắp mọi nơi và sự giúp đỡ thì thường mang lại cho những người xung quanh những giá trị tích cực. Thể hiện lòng biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình là cách để nhiều việc tốt hơn được làm. Nhưng chúng ta khi đặt ở khía cạnh như ba bà cụ thì chúng ta sẽ hiểu nỗi khổ của ba bà cụ. Chúng ta tôn trọng và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình mới đúng. Đạo lý nhân sinh để ta làm chọn tấm lòng, để được giúp đỡ người cơ cực ở cuộc sống này, để ta có niềm vui giúp đỡ người đời. Bộ sưu tập ảnh này được thực hiện ngày 8 tháng 3 năm 2015 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định của tác giả Mr. Lộc TV sưu tầm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Subscribe, ủng hộ kênh chúng tôi.